Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh giới thiệu xe hai thì của Thanh Thạch. Thì kênh này của Thanh Thạch chuyên giới thiệu về xe hai thì, giúp cho anh em hiểu nhiều thêm về xe thì. Thì cũng không nhằm mục đích khác, hôm nay kênh của Thanh Thạch sẽ giúp cho anh em biết thêm được một dòng xe nữa được cho là huyền thoại của hai thì và sắp sửa được lãng quên, vì xe này rất ít, không còn nhiều ở đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Và không để cho anh em chờ đợi lâu, thì Thạch cho anh em thấy luôn con xe sau đây mà Thạch muốn review, đó chính là con xe NSR 150 phân khối. Clip tới giờ đó chính là con NSR 150 mà hôm nay muốn review nó cho anh em. Và con này thì cực kỳ hiếm trên Việt Nam, anh em rất ít gặp, nhưng đã là người đam mê thì phải biết về nó. Thì cái kênh này của Thạch cũng nhằm mục đích đó, sẽ cho anh em biết nhiều thêm về xe hai thì, biết từng dòng đời xe, đó mới là một người đam mê thực thụ. Và bây giờ ta sẽ giới thiệu cho anh em biết rõ về con NSR này. Thì con NSR này được nhập từ Thái Lan qua Việt Nam chúng ta vào những năm 1995 đến năm 1997. Thì dòng 150 này á, nó có hai phân khúc, có nghĩa là hai loại xe cũng là NSR 150, nhưng nó có hai loại, một loại là RR cũng là NSR 150, và một loại là SV. Thì chiếc xe mà Thạch muốn review đó cho anh em sau đây là phiên bản SB. Thì SB nó sẽ khác với RR là nó sẽ có gấp đơn. SB á thì gấp đơn, còn RR thì sẽ có gấp đôi. Và SB như con xe mà anh em đang thấy trên màn hình là nó sẽ đi gấp đơn và mâm sau 8 cây không chạy. Còn gấp đôi á thì nó là mâm 3 cây thôi. Và hai phiên bản này nó sẽ khác nhau về cặp bánh và cái mỏ dè trước này, nhưng kết cấu của máy nó cũng là 150 và nó cũng là NSR 150, nhưng nó chỉ khác cái gấp đơn một thôi. Thì cái gấp đơn này á thì nó sẽ có giá trị hơn là chiếc xe gấp đôi, nhưng mà nó sẽ khác nhau về hình dáng. Thì nhìn cái con này anh em sẽ thấy nó đẹp hơn là cái con mà gấp đôi. Thì chính vì vậy và giá trị của nó cũng sẽ khác luôn. Năm 1995 và 1997 thì con năm 1995 đó chính là gấp đôi, và con này sẽ là 1997 đến năm 1998. Thì đây là dòng xe được thanh niên từ đầu năm 2000 rất là khát khao mong ước, vì tính theo thời điểm đó thì con này đạt tốc độ rất là kinh. Nó chỉ có 150 phân khối thôi, nhưng nó sẽ đạt ngưỡng đến tốc độ là 170 đến 100, ngoài 180 km trên 1 giờ nhờ nó có hệ thống mở van bộ. Và nó có đến 39 đến 40 mã lực, cho nên hỗ trợ tốc độ của con này lên rất là kinh. Và Thạch nhớ từ năm đó ở trên Sài Gòn á, xe này á nó để lại cái tiếng của nó ở từng cung đường, tại vì nó chạy rất là quỷ sứ. Và theo Thạch nghĩ á, đã lên những chiếc xe phân khối lớn hoặc là những xe hai thì như Sibo á, mà anh em chạy hiền quá thì nó không có đúng cái đẳng cấp của chiếc Sibo. Thạch cũng vậy, và Thạch tin chắc rằng những anh em nào đã từng trèo lên con xe hai thì chạy là không bao giờ chạy hiền, đều chạy hổ. Mà người ta thường hay nói tiếng lóng là chạy láo, nhưng mà thật sự không anh em, những bà con láng giềng hiểu dùm chúng tôi là những người đam mê hai thì, đã lên xì bo chạy mà chạy hiền á thì không có phê, phải chạy láo.
thì nó mới phê, tại vì đúng cái đẳng cấp của hai thầy là phải nạt bô, qua chốn đông người là phải nạt gây sự chú ý, và cũng những cái tiếng đó gây ra sự đam mê dồn dập cho chúng tôi. 9-17 không phải là chúng tôi muốn lên xì bo để chạy láo đâu, nhưng mà phải chạy như vậy nó mới đúng đẳng cấp của chạy cái xì bo. Chạy hiền quá, chạy 4 thì đi, chạy xì bo có phê đâu. Chính vì chỗ đó thì con NSR150 này á được mệnh danh tiếng lóng của dân chơi xe, thường hay gọi nó là NC3. Và từ cái tiếng NC3 ra là RC3 này ra RC3, cho nên những dân chơi mới kêu cái tiếng lóng đó nè, NC3, đó là người Việt Nam kêu đó, NC3 đó là tiếng lóng. Rồi thì Thạch xin giới thiệu sơ lược về nó. Động cơ của con NC3 này á là 150, hỗ trợ làm mát máy bằng cách nước và hỗ trợ cho tốc độ đạt đến ngưỡng cực nhanh nhờ có hệ thống mở van bô. Hộp số thì cũng 6 số, 1 tới và 5 lui. Gấp thì gấp tơn, cho dáng mô tô nó thêm sang chảnh. Thì những năm 1995 đến năm 1997 thì năm đó Nova nó cũng đã có mặt tại Việt Nam chúng ta. Đó là năm 1995 là Nova SB1, là Nova SB1 đó, là phiên bản đặc biệt của dòng Nova. Thì con này cũng qua Việt Nam chúng ta từ năm đó. Rồi thì bây giờ á, cái con xe này thì Thạch không bán, Thạch mua về để sở hữu, cho nên Thạch không nói giá trị của nó. Và Thạch để nó trên cái cửa hàng để cho anh em đến chiêm ngưỡng và chụp hình. Thì Thạch xin nhắc lại cho anh em được rõ luôn, thì con này là có hai phiên bản nha. Anh em nhớ, nó có hai phiên bản, một là RR. Nó chỉ có hai phiên bản trong dòng 150 này thôi, RR và SB. Thì SB chính là con này, là gấp đơn đó. Còn RR là gấp đôi. Thì gấp đôi thì mâm nó sẽ là 3 cây, còn gấp đơn thì mâm nó sẽ dậy. Thì nó có 3 phân khối, một là 125 thường gọi là LR, và 150 là NR này, và 250 nữa. Nhưng mà 250 thì cực kỳ hiếm nữa rồi, ở Việt Nam chúng ta không còn được mấy chiếc đâu. Con này còn ít nữa mà. Nói gì tới 250 thì cực kỳ hiếm. Thì anh em, nhưng mà anh em đã đam mê thì cũng phải biết đến. Thì Thạch sẽ luôn cho anh em biết đến nhiều dòng xe hay thì nữa, kể cả những dòng xe mà trên Việt Nam của chúng ta không có. Nếu như có cơ hội thì Thạch cũng sẽ giới thiệu đến cho anh em để anh em biết luôn. Và cái dòng xe này á thì cực kỳ hiếm phụ tùng. Nếu như thật sự đam mê thì mới sở hữu được nó, còn không thật sự đam mê thì đừng nên đèo bồng. Rất là gian khổ, gian khó để mà sở hữu được em nó. Và anh em nên nghĩ nè, 150 thì tốc độ của nó sẽ chạy rất là kinh. Chính vì chỗ đó, đã chơi những cái dòng phân khối lớn này và hai thì nữa thì anh em đừng có bàn cái vụ xăng, đừng có sợ nó ăn xăng nhiều ít. Đam mê thì chơi thôi. Nó là những tay tốc độ chinh phục đường rất là kinh khủng. Và những ai mà đam mê tốc độ Thạch tin chắc rằng sẽ rất là thích con này. Rồi thì video clip mà giới thiệu cái con xe NSR cũng là cái tiếng lóng của những dân chơi, gọi là NC3 cho nó dễ. Rồi video clip giới thiệu con NC3 của Thạch đến đây đã kết thúc. Và Thạch tin chắc rằng nếu như Thạch kết thúc tại đây thì anh em sẽ không hài lòng với Thạch liền. Thì còn chờ gì nữa, mình đặt máy để nghe tiếng nổ đi. Rồi anh em chuẩn bị chưa? Thạch đào đẳng nha. 1, 2, 3. Thank you.
tin chắc rằng cái hơi máy của con NC3 này đã đốt ngã biết bao nhiêu là con tim. Và những anh em nào đã từng sở hữu thì sẽ biết được cái tốc độ kinh hoàng của nó. Rồi cho anh em nghe xíu đi, thằng nói luôn, nó vẫn còn đang nổ. Rồi, thì đây là con NC3 150 khối được nhập từ Thái Lan vào Việt Nam vào những năm 1995 và năm 1997. Thì con này là năm 1997 đến năm 1998 là phiên bản gấp đôi, còn RR là phiên bản gấp đôi. Thì anh xin chào tạm biệt bạn, là các bạn clip sau. Xe cũng đã giới thiệu, máy cũng đã nổ rồi. Cũng giống như câu thật thường hay nói, gặp mặt anh Thạch là gặp được hai thì xì bo ở sau. Nghe giọng nói anh Thạch thì sẽ nghe được tiếng nổ của xì bo, là ngày là tiếng nổ của NC3. Rồi Thạch chào anh em. Nếu anh em muốn biết nhiều thêm về xe thì nữa thì bên góc phải màn hình cho đăng ký kênh, anh em hãy nick vào đó để cùng đồng hành với anh Thạch để chinh phục đỉnh đam mê